các bạn, như các bạn đã biết, thận là cơ quan quan trọng không thể thiếu trong cơ thể của chúng ta. Chúng có chức năng lọc máu và các chất thải, tổng hợp các chất protein ở lại trong tế bào của máu và các chất độc hại được thanh thải qua đường nước tiểu, giúp điều hòa thể tích và kiểm soát lượng máu tốt hơn, tổng hợp các vitamin và khoáng chất khi vào cơ thể của bạn. Với quá nhiều chức năng áp lực lên thận mà chúng ta lại không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho quả thận của mình, làm cho quả thận của chúng ta bị suy yếu và mắc các bệnh lý về thận như thận ứ nước, thận mãn tính hay bị viêm cầu thận. Theo thống kê của Bộ Y tế, cứ khoảng 100 người thì có hơn 10 người mắc bệnh lý về thận, trong đó bệnh thận ứ nước chiếm đa số. Như vậy, bệnh thận ứ nước là gì? Nguyên nhân do đâu? Cách điều trị như thế nào? Và các bài thuốc điều trị bệnh thận ứ nước? Hãy cùng nhà thuốc Mỹ Kim tìm hiểu qua video dưới đây nhé! Thận ứ nước là gì? Thận ứ nước, tên tiếng Anh là hydronephrosis, là một dạng tổn thương của thận, biểu hiện ngay việc thận bị giãn nở hoặc sưng to lên do bị ứ động nước tiểu, tắc nghẽn lại bên trong. Tình trạng này có thể xảy ra chỉ ở một bên thận hoặc cả hai bên, gây tổn thương cấu trúc tế bào và làm suy giảm chức năng của thận. Các tổn thương này có thể làm giảm thiểu nếu giải quyết nhanh, nhưng trái lại, nếu để tình trạng ứ nước kéo dài thêm vài tuần hoặc vài tháng thì có khả năng gây ra các triệu chứng trầm trọng hơn, trở thành bệnh thận ứ nước mãn tính. Hai quả thận đều bị ảnh hưởng đến suy thận. Bệnh này có thể xảy ra ở bất cứ ai và ở bất cứ độ tuổi nào. Nguyên nhân gây bệnh thận ứ nước. Đối với trẻ em, sự tắc nghẽn thường là do hẹp niệu đạo. Niệu đạo lấy ống nước tiểu từ bàng quang ra khỏi cơ thể. Hoặc do thu hẹp lỗ niệu đạo là các ống nước mang nước tiểu từ thận đến bàng quang. Còn đối với người lớn, nguyên nhân thường liên quan đến các bệnh lý sẵn như sỏi thận, trào ngược bàng quang, phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang, tử cung, buồng trứng hay đại tràng. Ngoài ra cũng có thể do các tác động ngoại từ các thói quen ăn uống, sinh hoạt không tốt, không lành mạnh như uống nhiều rượu bia, ngủ nghỉ không đủ giấc hoặc lạm dụng thuốc bổ quá đà. Sỏi thận được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ứ nước ở thận, bởi sỏi thận gây tắc nghẽn niệu quản. Nếu là sỏi nhỏ thì có thể di chuyển từ thận xuống bàng quang dễ dàng. Nhưng nếu sỏi quá to, có thể gây tắc nghẽn niệu quản, khiến nước tiểu bị ứ đại chỗ tắc. Trong khi đó, thận vẫn tiếp tục lọc máu và nước tiểu từ niệu quản bị tắc, không thông xuống được bàng quang nên bị thận ứ nước, phình to ra. Mặt khác, nếu bị niệu đạo hẹp do viêm nhiễm, niệu quản bị hẹp do vết mổ lấy sỏi thận từ trước đó, thì có thể gây tắc nghẽn làm thận ứ nước. Ung thư bàng quang, sỏi bàng quang, co cổ bàng quang bất thường cũng gây ra tắc nghẽn lỗ nước tiểu từ bàng quang đến niệu đạo. Kết quả là nước tiểu bị ứ đọng lại bàng quang và khiến cho bệnh thận ứ nước tái phát. Triệu chứng bệnh thận ứ nước. Tùy thuộc vào nguyên nhân bệnh mà người bị ứ nước thận sẽ có những triệu chứng khác nhau. Người bị sỏi thận sẽ có khát máu trong nước tiểu, đau nặng bên hông lưng, sườn lưng lan tới hán. Người bị ung thư tuyến tiền liệt sẽ gặp các vấn đề về tiểu tiện nhiều vào ban đêm và tiểu rắt. Người bị ung thư đại tràng có thể thấy máu trong phân, đại tiện ra máu hoặc thay đổi nhu động ruột. Bệnh thận ứ nước được chia làm hai loại chính. Đầu tiên, thận ứ nước cấp tính. Triệu chứng thường là đau bụng do sỏi di chuyển xuống niệu quản, cọ sát khi đau, hoặc sỏi mắc kẹt tại chỗ hẹp niệu quản gây đau sỏi thận. Người bệnh sẽ thấy đau khởi phát ở phía bên sườn, lan tới háng, kèm theo các triệu chứng nôn, buồn nôn và vã mồ hôi. Các cơn đau diễn ra mạnh, đau từng cơn khiến cho bệnh nhân quằn quại hoặc cuộn người vì đau đớn. Khi đi tiểu, nước tiểu rơi thành từng giọt và không rơi thành dòng, hoặc tiểu ra máu. Trường hợp thứ hai, thận ứ nước mãn tính. Thận bị giãn to dần trong thời gian và có thể không có các triệu chứng gì đặc biệt. Nếu có các khối u ở xương chậu hoặc bàng quang gây tràn ép và có thể phát triển âm thầm, bệnh nhân có thể các triệu chứng điển hình của suy thận như mệt mỏi, kiệt sức, buồn nôn, nôn. Do rối loạn của các chất điện giải natri, canxi, kali nên bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim và co thắt cơ bắp. Đối tượng nguy cơ bệnh thận ứ nước. Thận ứ nước có thể xảy ra ở bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Có thể chẳng hạn nếu khả năng mắc bệnh làm giảm các yếu tố nguy cơ. Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận ứ nước bao gồm giới tính. Giới tính nam có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với nữ. Những người đang mắc bệnh sỏi thận, ung thư tử cung, phì đại tuyến tiền liệt,
phụ nữ bị ung thư cổ tử cung hoặc những người đang mang thai có nguy cơ cao mắc bệnh thận ứ nước. Thận ứ nước có những biến chứng gì? Thận ứ nước có thể chữa khỏi tùy thuộc vào nguyên nhân. Các biến chứng bao gồm nhiễm trùng tiết niệu, huyết áp cao, suy thận và mất nước. Các biến chứng như cảm thấy chướng bụng, đau bụng, các cơn co thắt bắt đầu ở hông lưng, sườn lan tới háng, rất khó chịu, buồn nôn hoặc nôn, toát mồ hôi, khiến bệnh nhân bị đau quằn quại, phải gò người lại. Ở một người bệnh bị tăng huyết áp hoặc giảm huyết áp, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho tính mạng của người bệnh. Cách phòng ngừa bệnh thận ứ nước. Thận ứ nước có thể phòng tránh được bằng cách điều trị cẩn thận các bệnh nhân là nguyên nhân của ứ nước thận. Ví dụ, những người đang bị sỏi thận có thể bị bỏ sỏi dần bằng cách uống nhiều nước hàng ngày. Các loại bài thuốc sắc nam có tác dụng lành tính, làm tan sỏi thận như nước ngô, bông mã đề, kim tường thảo, cỏ xước hay xích đồng, v.v. Bên cạnh đó, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu như sinh hoạt tình dục chung thủy, an toàn. Thận ứ nước không là một bệnh có kết quả tổng hợp của nhiều bệnh khác, do đó cần được điều trị càng sớm càng tốt để tránh tình trạng thận bị mất chức năng nhanh chóng. Các bài thuốc nam chữa bệnh thận ứ nước. Bài thuốc đầu tiên, bài thuốc từ kim tiền thảo. Nhắc tới thuốc điều trị bệnh lý về thận thì không thể bỏ qua cây kim tiền thảo. Theo đông y, kim tiền thảo có tác dụng lợi tiểu, làm tan sỏi, từ đó giúp nước tiểu lưu thông tốt hơn. Vì thế, đây được gọi là cây khắc tinh của bệnh thận ứ nước. Sử dụng kim tiền thảo mỗi ngày sẽ làm giúp giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh như đau tức hông, tiểu tiện, tiểu buốt. Đồng thời, các viên sỏi thận có kích thước to sẽ bị đào mòn và đào thải qua đường tiết niệu và điều trị căn bệnh thận ứ nước của bạn rất tốt. Bài thuốc thứ hai, bài thuốc nhân gian với lá nhãn. Không chỉ là một loại cây ăn quả, lá nhãn còn có vị thuốc chữa thận ứ nước rất tốt. Ngoài ra, lá nhãn còn giúp cải thiện các triệu chứng của thận yếu, cân bằng nội tiết tố tốt trong cơ thể. Cách thực hiện cũng đơn giản như sau: lấy một nắm lá nhãn đem rửa sạch, cắt nhỏ rồi phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi đun với nước uống hàng ngày. Tùy theo mức độ bệnh của bạn mà thời gian uống thuốc sẽ khác nhau. Người bệnh cần kiên trì thực hiện đúng các cách để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất. Và bài thuốc thứ ba, bài thuốc từ rễ cỏ chanh. Rễ cỏ chanh còn có tên gọi khác là bạch mau căn. Từ xa xưa nay, rễ cỏ chanh đã được sử dụng nhiều trong nước uống hàng ngày bởi chúng có vị ngọt tự nhiên. Theo y học cổ truyền, rễ cỏ chanh có tác dụng như giải độc, thanh nhiệt, chống nôn mửa, tiểu khó, tiểu ra máu. Do đó, rễ cây cỏ chanh là lựa chọn tốt nhất cho vấn đề về thận ứ nước. Trước khi dùng rễ cỏ chanh, bạn cần phải lấy rễ về bên dưới mặt đất, rửa sạch, ngâm với nước muối rồi cắt thành nhỏ đem phơi khô. Hy vọng với tất cả những gì mà nhà thuốc Mỹ Kim đã chia sẻ cho các bạn phía trên video sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh thận ứ nước này để có biện pháp phòng ngừa cũng như điều trị cho trái thận của bạn luôn khỏe mạnh và có cuộc sống vui khỏe. Đừng quên bấm like, share và đăng ký phía dưới video để giúp kênh có động lực tạo ra nhiều video hay hơn, bổ ích hơn mang đến cho quý vị.